Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công an gây mất mạng người. Vào buổi trưa, đội trinh sát thuộc Công an thành phố Cao Lãnh tuần tra phát hiện Thành 30 tuổi, nghi can trong chuyên án trộm cắp xe máy đang chạy long vòng trên địa bàn nên bám theo. Phát hiện cảnh sát chìm, Thành dồ ga bỏ chạy. Công an thành phố Cao Lãnh đã phối hợp Công an huyện Tháp 10 bắt giữ nghi can. Đến 13:30, Công an xã thuộc huyện Tháp 10 đưa Thành về trụ sở lập biên bản vi phạm hành chính. Trong lĩnh vực trật tự giao thông, chờ Công an thành phố Cao Lãnh xuống giải quyết. Ông Huỳnh Ngọc Tòng, 47 tuổi, đội phó cảnh sát điều tra trinh sát và Phạm Xuân Bình, 37 tuổi, cán bộ điều tra được giao nhiệm vụ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thành về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên Thành không ký vào lệnh bắt nên Tòng giao Bình lập biên bản. Thành chống đối, bị cảnh sát còng tay dẫn giải lên thùng ô tô, đưa về thành phố Cao Lãnh. Quá trình ông Tòng lấy lời khai, Thành thừa nhận đã cùng hai người trộm 3 xe máy. Đến 23:50, Thành được đưa tới nhà tạm giữ. Cán bộ ở đây thấy hai bắp tay và ngực của Thành bị bầm đỏ, màu sẫm, hai vai có vết chảy đỏ, hai chân từ gối trở xuống có xây sát ửng đỏ, chân đi khập khiễng, nên ghi nhận sự việc vào biên bản giao nhận người. Sáng hôm sau, Thành được trích xuất khỏi nhà tạm giữ theo yêu cầu của hai cán bộ phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Đồng Tháp để hỏi cung nhưng không lập biên bản, không ghi lời khai. Đến trưa, một cán bộ vào phòng, thấy Thành không ăn cơm, đầu gục xuống bàn, miệng trào nước dãi nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên anh Thành qua đời khi đến bệnh viện, trên người có nhiều mảng tím đen, nhạt. Kết luận giám định cho thấy Thành mất do tình trạng suy tuần hoàn cấp không hồi phục, do tác động của vật tày với lực tác động mạnh ở nhiều vùng trên người, trong đó có vùng nguy hiểm là mũi ước, thượng vị. Ông Tòng và Bình không thừa nhận hành vi dùng nhục hình đối với nạn nhân. Các lời khai sau này, Bình khai do Thành không nhận tội nên đã dùng tay tương mạnh vào vùng mặt Thành mấy cái, đá vào đùi và mông Thành nhiều cái. Bình cũng cho là nhìn thấy Lê Hoàng Nhân, cán bộ phòng BC45, Công an tỉnh Đồng Tháp, dùng dùi cui tương mạnh nhiều cái vào vai và mông của Thành. Tuy nhiên Nhân không thừa nhận, cơ quan điều tra cũng không có chứng cứ khác buộc tội nên không xử lý. Vụ án kéo dài 10 năm chưa kết thúc. Tháng 5 năm 2016, tại phiên xử sơ thẩm đầu tiên của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Tòng phủ nhận việc dùng nhục hình dẫn đến sự ra đi của Thành. Còn Bình chỉ thừa nhận dùng tay tương mạnh vào mặt và đá vào đùi mông của nạn nhân nhiều cái. Tuy nhiên hội đồng xét xử nhận định đủ căn cứ kết tội dùng vũ lực theo khoản 1 điều 298 Bộ luật hình sự năm 1999, khung hình 6 tháng đến 3 năm tù đối với hai bị cáo. Tòa ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt Tòng 1 năm 6 tháng tù, Bình 11 tháng 11 ngày tù bằng thời hạn tạm giam, họ kháng cáo kêu oan. Một năm sau, bản án trên bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm tuyên hủy, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Theo hội đồng xét xử, tòa sơ thẩm chỉ dựa vào lời khai của Bình để kết tội các bị cáo là thiếu căn cứ. Nhân chứng khai nhìn thấy 3 hay 4 người làm hại bị hại, nhưng tòa chỉ xử bị cáo Tòng và Bình là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Năm 2018, xử sơ thẩm lần 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tuyên hai bị cáo phạm tội, phạt mức án như lần đầu. Các bị cáo lại kêu oan. Năm 2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm lần 2 tiếp tục hủy bản án sơ thẩm bởi cho rằng cấp sơ thẩm có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng, quá trình điều tra bổ sung kéo dài. Sau 10 năm xảy ra vụ án, hôm 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm lần 3, Tòng và Bình bị truy tố theo khoản 3, điều 298 Bộ luật hình sự năm 1999, khung hình phạt 5 đến 12 năm tù. Hai bị cáo vẫn phản đối cáo trạng, trong khi hội đồng xét xử cho rằng đủ cơ sở nhận định hai bị cáo phạm tội, tuyên phạt Tòng 2 năm tù cao hơn mức án cũ 6 tháng, Bình 1 năm 6 tháng tù cao hơn mức án cũ gần 7 tháng. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao cho rằng tòa sơ thẩm xử phạt hai bị cáo dưới khung hình phạt 5 đến 12 năm tù là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.
Mức hình phạt này là quá nhẹ, không tương xứng với vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của hai bị cáo, không có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa. Vì thế, Viện Kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm tăng hình phạt đối với Tòng và Bình. Theo Viện Kiểm sát, mặc dù Tòng và Bình không thừa nhận dùng vũ lực, nhưng với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở khẳng định họ đã tương mạnh anh Thanh thiệt mạng. Thời điểm Tòng và Bình lấy lời khai, hai tay của Thanh bị cong về phía trước. Khi Thanh không thừa nhận hành vi trộm cắp, hai bị cáo đã dùng tay, chân, cây ba chắc tương mạnh. Như vậy, bị hại không có khả năng tự vệ trước hành vi tấn công, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Ngoài ra, bản án sơ thẩm bị cho là phiến diện, chủ quan, không đúng pháp luật khi nhận định Tòng và Bình thừa nhận hành vi dẫn giải, làm việc với bị hại trong thời gian dung nhục hình, là tình tiết thật thà khai báo để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử án sơ thẩm theo hướng không áp dụng tình tiết người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải đối với các bị cáo, đồng thời cần áp dụng tình tiết tăng nặng, bị hại không có khả năng tự vệ để tăng hình phạt đối với Tòng và Bình. Tuy nhiên, đến ngày 13 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ điều tra lại đối với Huỳnh Ngọc Tòng, nguyên thiếu tá, đội phó điều tra Công an thành phố Cao Lãnh và Phạm Xuân Bình, nguyên cán bộ điều tra về tội dùng vũ lực, cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, cấp sơ thẩm buộc tội hai cựu cảnh sát dùng vũ lực chưa đúng, tòa cấp cao yêu cầu điều tra lại. Theo hội đồng xét xử, tòa sơ thẩm chỉ dựa vào lời khai của Bình để kết tội các bị cáo là thiếu căn cứ. Hơn nữa, trong phiên tòa hôm nay, Bình kêu oan cho rằng Bình bị nhục hình. Bên cạnh đó, nhân chứng Phạm Quốc Nhật khai nhìn thấy 3 hay 4 người ra tay với bị hại, nhưng tòa chỉ xử bị cáo Tòng và Bình là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Việc tòa sơ thẩm buộc Công an thành phố Cao Lãnh bồi thường cho gia đình bị hại 72 triệu đồng là trái với quy định. Tại tòa, cựu cảnh sát Tòng cũng kêu oan, cho rằng mình không biết gì về sự ra đi của nạn nhân, chỉ tiếp nhận người này ở giai đoạn sau. Nguyên thiếu úy Bình cho rằng mình bị ép cung. Bị cáo không tiếp xúc trực tiếp lên người bị hại, chỉ lấy lời khai, lập biên bản tạm giam. Bị cáo cũng không thấy anh Tòng đánh bị hại. Đại diện gia đình bị hại yêu cầu xử lý nghiêm những người đã gây ra sự ra đi của anh Thanh và trả lại xe máy, đồng hồ của nạn nhân. Tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, đại diện Công an thành phố Cao Lãnh cho rằng các bị cáo đã làm đúng quy định, sự ra đi của bị hại là tai nạn nghề nghiệp, đồng thời yêu cầu tòa xem xét lại số tiền phải bồi thường cho gia đình nạn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.